cái điệu là điệu gì? Điệu này là điệu cha cha cha. Cha 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 đó cô. Đầu tiên ơi, tôi nói về cái thanh minh cha 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 nó cũng có bốn nhịp trong cái nhạc là 1 2 3 4 1 2 3 4. Nhưng mà khi mà quý vị bước là quý vị phải bước 5 bước. Quý vị nhớ cái nhịp cha cha là có 4 nhịp nhưng mà 5 bước. Ok, cái bước cha 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 đầu tiên của quý vị là bước 1. Ok, làm lại giống như rumba, quý vị bước 1. Ok, rồi quý vị bước chân này lên là quý vị 2. Quý vị chuyển chức năng về là 3. Quý vị sai xa xê, quý vị đến cha cha 1 tại. Ok, làm lại nha. Đang đứng chân trái, đứng hết chân trái giùm tôi quý vị. Ready. 1. Được chưa? Tôi thấy anh chị còn đứng chưa có qua số 1. Qua số 1. Rồi quý vị bước lên 2. Hai chưa? Quý vị bước lên 2. Quý vị chuyển sức nặng về là 3. Quý vị bước ngang chụm ngang. Cha cha 1. Vậy lắm diễn không? Quý vị lắm diễn chưa? Đâu là tình hữu nha. Đang đứng đây. Ready. 1. 2 3 cha cha 1. Được chưa? Hiện bây giờ quý vị đang đứng chân trái cái gì? Chị Yến đứng chân trái đi chị Yến. Chị Yến đứng tạch rồi. Yes, thank you. Quý vị bước lui 2 3 and cha cha 1 lại. Và bây giờ lại bước lên 2 3 cha cha 1 and 2 3 cha cha 1 2 3 cha cha 1. Bước lui anh, bước lui chị. 2 bước lui, bước chân phải lui giùm tôi. 2 đứng đi chân phải luôn. Chứ quý vị phải bước lui trước nặng làm hết chân sau. Được chưa? Đó, cái trước quý vị nhóng cái mũi lên giống nó. À, không phải cái bó đầu luôn luôn cái mũi nặng luôn nhàng thôi. Đó. Quý vị hở cái mũi cái gót lên, cái hở gót giống gì nè chị Diễm Hương. À, chị cái gì? Đó, đó, đó. Anh chặt anh xin. Đó. À, rồi chứ thẳng vậy thấy không, đứng vậy thấy không. 2 quý vị chuyển sức nặng lên, đứng hết chân trước là 3, chân sau quý vị thẳng như vậy nè. Quý vị bỏ chân này ngang ha, mà đứng cái mũi đừng bỏ chân xuống nha. Ok, cha chuẩn chân là cha, bước ra là cha. Nắm vững không quý vị? Nắm vững chưa? Rồi quý vị kéo này vô, quý vị đi lên lại 2. Quý vị chuyển chức năng về là 3. Em quý vị cha cha cha. Được chưa quý vị? Ready. Quý vị bước lui 2. Quý vị chuyển lên là 3. Quý vị cha cha cha. 2 and 3 and cha cha cha. And lui 2 3 and cha cha cha. Vì tới 2 3 and cha cha cha. Vì lui 2 3 cha cha cha. And 2 3 cha cha cha. Lui 2 3 cha cha cha. And 2 3 cha cha cha. And lui 2 Thế mà lui á, cái gì phải giữ mũi lên trong nhà. Cái gì dở lên. Chứ bằng cái xe lúa quá. Ok, làm lại nha. Okay. Ready. Mũi không mà không có. Ok, 2, 3, 4, 1. 2, 3, cha cha 1. Đến bây giờ 2, 3, cha cha 1. Đến bây giờ 2, 3, cha cha 1. 2, 3, cha cha 1. Đến bây giờ cha một men hai ba cha cha một đếm bây giờ cha cha một hai ba cha cha một hai ba cha cha một cha cha một men hai ba cha cha một men hai ba cha cha một đếm bây giờ cha cha một hai ba cha cha một hai ba cha cha một
gì? Quý vị bước chân này tới gì? Quý vị chuyển sức nặng gì? Sức nặng nó nằm trên sau gì? Quý vị bước lui nè, bước lui dài ra. Quý vị lóc vào phía trước. Rồi quý vị đứng trên chân trước giùm tôi. Bây giờ mới bung chân sau ra. Bung chân sau ra rồi bây giờ lại bước lui lại. Quý vị chuyển sức nặng lên. Quý vị bước tới, quý vị lóc vô gì? Rồi bây giờ bung chân này ra. Ok. Bước tới, chuyển sức nặng. Lui, lót, lui. Bước lui, chuyển sức nặng. Tới, lót, tới. Thế quý vị, bước tới, chuyển sức nặng. Lui, lót, lui. Bước lui, chuyển sức nặng. Tới, lót, tới. 2, 3 Cha, cha, 1 2, 3 Cha, cha, 1 Thế quý vị ơi. Cha cha một, hai ba, 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 cha cha một. Chuẩn bị bây giờ sao vậy? Thêm một viên, lui á, viên nghiêng ra ra lui nè. Tại vì mới lóc thì ra phía sau, tút phía sau là được. Còn mình tiêu gì không nghiêng vì đứng ngang quá thì bước gì bây giờ lắc thật lớn. Bây giờ nghiêng một cái vai lắc shoulder đi. Ok, làm lại nhé. 2 nè, 3 nè, bây giờ lui bằng cái vai luôn. Cha cha 1, bây giờ lui luôn. 2, 3, cha cha 1, 2, 3, cha cha 1. Bây giờ lắc xong thế này, lắc tới bữa nay tốt rồi, vào sau người tôi. Còn nhiều người lắc chưa tới đó, chưa có đạt được. Vì nghiêng ra ra lui nè. Tại vì mới lóc thì ra phía sau, tút phía sau là được. Còn mình tiêu gì không nghiêng vì đứng ngang quá thì bước gì bây giờ lóc thật lớn. Bây giờ nghiêng một cái vai lát shoulder đi. Ok, làm lại nhé. 2 nè, 3 nè, bây giờ lui bằng cái vai luôn. Cha cha 1, bây giờ lui luôn. 2, 3, cha cha 1, 2, 3, cha cha 1. Bây giờ lóc xong thế này, lóc tới bữa nay tốt rồi, vào sau người tôi. Còn nhiều người lóc chưa tới đó, chưa có đạt được. Chuẩn bị bây giờ sao vậy? Thêm một viên lui á, viên nghiêng ra ra lui nè. Tại vì mới lóc thì ra phía sau, tốt phía sau là được. Còn mình tiêu gì không nghiêng vì đứng ngang quá thì bước gì bây giờ lóc thật lớn. Bây giờ nghiêng một cái vai lát shoulder đi. Ok, làm lại nhé. 2 nè, 3 nè, bây giờ lui bằng cái vai luôn. Cha cha 1, bây giờ lui luôn. 2, 3, cha cha 1, 2, 3, cha cha 1. Bây giờ lóc xong thế này, lóc tới bữa nay tốt rồi, vào sau người tôi. Còn nhiều người lóc chưa tới đó, chưa có đạt được. 2, 3, lui lóc lui, 2, 3, tới lóc tới, 2, 3. Lui lóc lui em 2, 3 tới lóc tới em 2, 3 lui lóc lui em 2, 3 tới lóc tới em 2, 3 lui lóc lui đi 2, 3 lui lóc lui em 2, 3 tới lóc tới em 2, 3 lui lóc lui em 2, 3 tới lóc tới em 2, 3 lui lóc lui em 2, 3 tới lóc tới em 2, 3 lui lóc lui nó ngược sao thấy 2, 3 cái gì từng tiếng mới sẽ thấy trên tôi thấy chưa? Được tới lóc rồi tới là bây giờ bước tới là 2 bây giờ xuyên qua là 3 bây giờ tới lóc tới được chưa? Ready, bước tới 2, quay qua là 3, em tới, lọt, tới, bây giờ bước tới 2, 3, tới, lọt, tới, em 2, 3, em tới, lọt, tới, em 2, bước tới 2, 2, 2 bước tới, rồi bây giờ bước quay qua đó là 3, quý vị, tới, lọt, tới, 2, 3, tới, lọt, tới, anh quý vị bước tới 2, 3, tới lọt tới, em 2, 3,
tới luôn, tới. Thật chứ? Bây giờ đang đứng như gì? Bây giờ bước tới hai. Bước tới hả? Bước chân trái tới hai. Hãy quay về hướng phải, tay phải mình quay về là ba. Được chưa? Đứng sức nặng nằm hết chân phải giùm tôi. Quay về bước chân trái tới. Rồi quay lóc chân phải vô chân trái. Đó. Rồi buông chân trái ra. Ừ. Rồi xong. Bây giờ lại bước chân phải lên. Hai lại. Xoay ngược về là ba. Lại bước chân phải lên. Tới ba. Tới. Rồi lần nữa. Chân trái bước lên. Hai. Ba. Em tới lọt tới. Em hai ba. Tới lọt tới. Bây giờ đang đứng như gì? Bây giờ bước tới hai. Bước tới hả? Bước chân trái tới hai. Hãy quay về hướng phải. Tay phải mình quay về là ba. Được chưa? Đứng sức nặng nằm hết chân phải giùm tôi. Bây giờ bước chân trái tới. Rồi quay lóc chân phải vô chân trái. Đó. Rồi buông chân trái ra, ừ. Rồi xong. Bây giờ lại bước chân phải lên. Hai lại. Xoay ngược về là ba. Lại bước chân phải lên. Tới ba. Tới. Rồi lần nữa. Chân trái bước lên. Hai. Ba. Em tới một. Tới. Em hai. Ba. Tới một. Tới. Thu quay. Tới một. Tới. Em thu quay. Tới lọt tới thu quay tới lọt tới thu quay tới lọt tới thu quay tới lọt tới em thu quay tới lọt tới thu quay tới lọt tới thu quay tới lọt tới. Sai sai.